Chào các bạn, hôm nay mình sẽ phân tích một bài dài. Thực ra không phải bài dài mà là bài chung thì sẽ đúng hơn. Sau khi mà mình phân tích khoảng tầm 7-8 bài ngắn học về các cái dạng bài thì mình sẽ cùng đi áp dụng vào các cái bài chung hoặc là bài dài để mà xem là mình sẽ áp dụng nó như thế nào trong các cái bài dài và tìm hiểu cái phần đáp án ra sao. Bài đọc này thì không có khó, theo bản thân mình nghĩ thì nó không khó. Nhưng mà chúng ta sẽ cùng thử luyện xem mình sẽ học được gì từ cái bài đọc này nhé. Nội dung bài đọc mình đã gửi cho các bạn rồi, chúng ta sẽ cùng đi phân tích nha. Nhớ là làm bài trước khi check đáp án nhé. Kagakure wakaru toyu bai, tasuka ni taiso tonaru shizen gensho o wakenagara rikai shiteru. Bài đây là trong trường hợp mà nói rằng là hiểu ở trong khoa học ấy thì chắc chắn là mình sẽ hiểu, đang hiểu và phân chia được các cái hiện tượng tự nhiên mà nó là đối tượng. Các cái hiện tượng tự nhiên thì nó được bổ nghĩa bởi tai sổ tộ nào được là phân chia các cái hiện tượng tự nhiên đối tượng hay là phân chia các cái đối tượng hiện tượng tự nhiên ấy để mà hiểu nó thì là trong trường hợp mà nói là hiểu ở trong khoa học thì nó là như vậy. Chứ mà đi nói tóm lại, ここまでは分かる、ここから分からない。という性能を引き、少しずつ分かる部分を増やしていくのが科学研究だと言える。Hay nói tóm lại, có thể nói rằng cái gì đó là khoa học. Chủ ngữ của mình ở đây là nô gá này. Nhưng mà trước khi nhìn cái phần chủ ngữ ở đây, các bạn cũng sẽ thấy là có cái dấu phẩy ở đây, đúng không? Vậy là mình sẽ dịch là nói tóm lại là có thể nói khoa học, nghiên cứu khoa học nó chính là phụ gia sự, là làm tăng thêm những cái phần mà mình hiểu từng chút một. Mình vẽ ra những cái ranh giới được gọi là ở đây thì là mình hiểu, còn ở chỗ kia thì mình sẽ không hiểu, đúng không? Thì khi mà đọc một cái câu dài, cho dù là dài đến mấy đi chăng nữa thì mình cũng phân tích theo cái cấu trúc ngữ pháp, tìm chủ ngữ, tìm vị ngữ, rồi tìm các cái mệnh đề danh từ, là nó sẽ ra toàn bộ tất cả các cái câu và chúng ta sẽ luyện đi luyện lại cái phần này trong suốt cái quá trình học. Nên là các bạn cũng sẽ để ý cái đấy để mà nhìn câu một cách rõ ràng và rành mạch nhất. Dần dần khi mà cái skill của mình nó tăng lên thì cái việc đọc của mình nó cũng sẽ nhanh hơn rất là nhiều và các bạn sẽ không nhất thiết là cần phải dịch ra chính xác các cái từ ở trong tiếng Nhật nữa mà có thể hiểu nó luôn bằng cụm tiếng Nhật. Đấy, thì đây là theo cái kinh nghiệm của mình. Tất nhiên là chúng ta sẽ hơi lâu một chút nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ chắc chắn và nó sẽ ổn định hơn. Cái việc là mình học cái gì nó cũng lăng thoáng thì nó cũng không có được sâu. Vậy nói tóm lại đây, nghiên cứu khoa học nó là tăng thêm những cái phần mà mình biết từng chút một bằng cách vẽ ra các cái đường là ở đây thì mình hiểu, chỗ kia thì mình chưa hiểu. しかし、対象が複雑な場合は、一筋縄ではいかない。謎が謎を呼んで分かろうとしているのに、逆に分からないことの方がたくさんあることが、あらかになることも多い。Để bạn này, đây chứng tỏ là câu danh từ rồi, A là B. Trong cái trường hợp mà cái đối tượng của mình nó phức tạp thì không phải là một cái sợi dây gọi là xuyên suốt từ đầu cho đến cuối, đúng không? Cái từ Hitosuji ở đây là một mạch từ đầu đến cuối, còn Nao ạ, đây là một cái sợi dây xuyên suốt một mạch từ đầu đến cuối. Nazo ga, nazo yon de, wakaro to shiteru no ni, no ni ở đây là cấu trúc ngữ pháp. Vậy là mặc dù mình nó gọi những cái điều lạ lùng là những cái điều lạ lùng và cố gắng hiểu chúng, nhưng mà ngược lại có rất là nhiều tặc sang nga được nô hô gác, đúng không? Có rất là nhiều những cái thứ mà mình vẫn chưa hiểu và arakanina được của tổ mồ ôi và rất là nhiều những cái thứ mà rõ ràng là mình không có hiểu nó mặc dù là mình cố hiểu nó, đúng không? Thì cái cô tô mồ ôi đây nó là cái kết thúc câu này, có là rất là nhiều các cái trường hợp như vậy và tất cả cái đoạn từ đầu cho đến cuối đây là một mạch câu, là một câu của cái bổ nghĩa cho cái từ cô tô đấy. Rất là nhiều các cái trường hợp mà mình gọi là nazo đấy, mình cố gắng hiểu đấy, nhưng mà ngược lại thì mình lại không hiểu và rõ ràng là có rất là nhiều thứ như vậy. 科学が分けることならば、対象を分けてうまく分類ができてしまえば、科学研究は終わりかというと、そんなことはない。Nếu như mà là cái việc cô tô đúng không? Nếu như mà là cái việc mà khoa học có thể phân chia được, rồi phân chia đối tượng này, rồi
có thể dikite shimai và có thể phân tích một cách rất là ư mắc cự này, phân tích một cách rất là cụ thể và rõ ràng ấy, thì nghiên cứu khoa học nó sẽ kết thúc cả tuyu tố sona của tòa này, vậy là không bao giờ có cái chuyện như vậy. Thì cái câu này nó phần thì câu này chính là câu hỏi của mình là sona koto wanai là có nghĩa là gì. Thì với cái câu gạch chân ở đây mình phải nhìn xem là cái đại từ chỉ thị của mình nó là nghĩa cái gì, nghĩa là gì, thì ý nó là cái đấy thôi, có là không có cái chuyện gì, không có cái chuyện cả từ yuto tô này đúng không, không có cái chuyện mà mình phân tích phân chia đối tượng rồi mình phân loại một cách rất là rõ ràng cụ thể, rất là ư mắc cự các cái đối tượng đấy, thì coi như là cái việc nghiên cứu của khoa học là kết thúc ý, thì không bao giờ có cái chuyện đấy. Nên là đáp án của mình ở đây nó chính là gì đấy, câu 1 là gì, kagaku wa wakeru wa kagaku wa wakeru koto ga juyou na no dewa nai, là cái việc phân chia ở trong khoa học ấy thì nó không có quan trọng. Nó có nói về wakeru nhưng không nói về juyou. Không có một cái từ nào để nói về juyou ở trong cái câu này cả đúng không? Câu số 2 là kagaku wa wakeru koto ga shudan no na no dewa nai, là cái việc mà phân khoa cái việc mà khoa học đang phân chia ấy, nó không phải là phương tiện đúng không? Thì cũng không hề nói gì đến cái phương tiện gì cả. Tiếp đến là mình khi mà mình nhận diện được cái Sonakoto này nó là ngay cái ý của cái cà Toyoto này ấy, thì là mình cũng có thể dễ dàng nhận biết được đáp án của mình là câu số 4 đúng không? Cái việc mà khoa học có thể phân chia được ấy nó không phải là cái đích tới, thì nó bằng với cái ý là Owari ở đây này đúng không, là cái việc nghiên cứu khoa học nó không kết thúc khi mà mình có thể phân loại và phân chia các cái đối tượng một cách rất là ư mắc cự, nên là nó bằng với cái ý là go được đế bạn này, nó không phải là cái đích đến hoặc nó không phải là cái đích cuối cùng đấy, thì cái việc phân chia khoa học đấy không phải là cái đích cuối cùng, nó chính là đáp án. Tiếp đến là để mà hiểu rõ hơn cái xôn cái đáp án số 4 đấy, mình cũng có thể học đọc thêm là gì, Mushiro bun rui suru koto wa kagaku kenkyu no hajimari de atte owari dewa nai no de aru. Ngược lại thì cái việc mà phân loại ấy, nó chỉ là cái điểm bắt đầu của cái việc nghiên cứu khoa học và nó không phải là cái điểm kết thúc này. Thì cái câu là kagaku kenkyu no hajimari de atte là nó điểm là khi mà phân loại được thì nó sẽ là cái điểm bắt đầu của nghiên cứu khoa học. Nên là cái đoạn mà Hajimari Nano Dewa Nai ở đây thì là đang bị sai đúng không? Thì là cái việc phân loại khoa học nó chỉ là cái điểm ban đầu thôi chứ nó không phải là cái điểm kết thúc. Thế nên là cái câu số 3 ở đây người ta nói là phân chia khoa học ấy, phân chia trong khoa học ấy nó không phải là điểm bắt đầu thì là bị sai. Nó là cái điểm bắt đầu đấy, sau khi mà có thể ư mắc cự wa kê được nó thì là mình sẽ bắt đầu và mình nghiên cứu ấy chứ không phải là điểm kết thúc. Nên là cái câu số 3 nó bị sai là vì như thế. Còn lại cái câu số 4 thôi nhưng mà mình vừa phân tích lúc nãy. Kagaku wa tsune ni ippo fumikonda setsumei o hichiyou to suru. Là khoa học thì sẽ cần phải giải thích, phải luôn luôn đúng không? Luôn luôn bước từng bước một vào để giải thích đúng không? Ippo fumikonda đây là mình bước chân vào từng bước một, có là luôn luôn bước các cái bước chân để mà tiến hành cái việc là giải thích thuyết minh. Tatoe ba cho taksan atsumeta to shio, verb ru hoặc là động từ cộng với tố suru là lấy ví dụ, lấy giả dụ đúng không? Ví dụ như là sưu tầm rất là nhiều các cái con bướm đi, thì ma dự sư càng tổ terasi awase te cho no namae o shirabe iro ya katachi de bun rui shite seisoku chi ya saichu jiki o seikaku ni kiroku sureba cho ni tai suru keiken tiki na chishiki wa kanari fukamaru koto daro. Là hãy lấy ví dụ là việc thu thập rất là nhiều các cái loại bướm, thì trước tiên là Terashi Awasete là so sánh đối chiếu với cái dư cẳng, là cái dư cẳng ở đây là cái tuyển tập atlas các cái loại bướm ấy, nhưng mà thì khi mà nó là một cái cuốn như kiểu từ điển về tranh ảnh các cái loại bướm hoặc là các cái loài động vật khác nhau ấy, thì nó dùng cái từ dư cẳng này là các cái tuyển tập mà nó được sưu tập các cái loại khác nhau bằng tranh, thì ở đây mình sẽ dịch là đối chiếu với các cái tuyển tập atlas này.
rồi tìm hiểu về tên của các cái loài bướm này, rồi phân loại hình dạng và màu sắc này, rồi record, ghi chép lại một cách chính xác cái thời gian mà chúng sinh sống và cái thời gian mà chúng tụ tập. Thì choni tai suru keiken tikinachi skill thì nếu mà làm được như vậy thì các kiến thức mang tính chất kinh nghiệm về cái loại bướm ấy, thì nó khá là sâu sắc phải không nào? Shikashi kore dewa chō no collector to kawaranai. Thế nhưng mà cái việc này ấy, thì nó không khác gì cả. Kawaranai là không thay đổi gì cả, hay còn gọi là nó không khác gì một cái người sưu tập về bướm. Còn cái kore dewa ở đây nó là cái gì? Thì trong cái phần gạch chân của mình, câu hỏi của mình là kore dewa chō no collector to kawaranai to wa doi umi ka, thì cái câu gạch chân này của mình nó có cái đại từ chỉ thị ở đây, thì chắc chắn chúng ta phải đi tìm xem là cái kore dewa là cái gì, rồi mình nối với lại ý của cái câu gạch chân này thì nó sẽ ra đáp án. Vậy cái kore dewa ở đây nó là cái câu ở đằng trước đây, là nếu như mà chỉ làm A, làm B, làm C như vậy thì là mình khá là sâu sắc về kiến thức mang tính kinh nghiệm về loài bướm, nhưng nếu mà chỉ như vậy thôi thì Kawara này thì không khác gì một cái người collector, là người sưu tập bướm không thôi. Nên là đáp án của mình nó chính là cái số mấy, bây giờ mình sẽ đi tìm nhá. Chō ni tai suru chishiki o fukameru dake de wa chō no collector ika de aru, là nếu như mà chỉ có đào sâu về kiến thức về loài bướm không thôi thì nó sẽ dưới cái mức là collector, người sưu tập bướm, thì cái từ ika ở đây là bị sai. Nó chỉ nói là kawaranai là không khác gì những cái người sưu tập bướm thôi, là nếu mà họ fukameru với các cái kiến thức về bướm, họ biết về các cái loài bướm thì họ tìm hiểu, có kinh nghiệm về bướm thì họ như kiểu là một cái người collector, nên cái từ ika này nó bị sai này. Câu hai là gì? Chō ni tai suru chishiki o fukameru ten de kagakusa to chō no collector wa onaji yōna mono de aru, là đứng trên cái phương diện là đào sâu rồi tìm hiểu sâu cái kiến thức về bướm ấy, thì là những cái người sưu tập bướm và những cái nhà khoa học thì là giống nhau. Thì cái đoạn onaji yōna mono ở đây người ta cũng không hề nói tới trong cái ý của cái kore dewa này, và nó cũng không hề nói đến trong từ đoạn đầu đến bây giờ cả, nên là người ta không có nói onaji mà nó chỉ bảo là không khác gì thôi. Thì nếu như mà bạn nào chọn câu này thì nó chính là cái việc mà chúng ta đang đưa cái suy nghĩ của bản thân vào cái câu của tác giả. Cái câu của tác giả người ta chỉ nói đơn thuần là nếu như mà mình chỉ có đi thu thập, đi record lại, mình fukamaru về các cái kiến thức đấy thôi, thì nó sẽ không khác gì, không giống, gọi là sẽ chỉ như là cái người mà sưu tầm bướm thôi, chứ không phải là cái nhà khoa học. Nên là cái đoạn mà onajiyonamono ở đây là bị sai này, nó không hề nói đến cái từ nào mà thể hiện cái onaji này cả. Chō atsume bunrui shi kiroku suru dake dewa chō no collector ni sugizu kagakusa to wa ienai, và đáp án của mình chính là câu này. Shigizu là chỉ không không quá là một người collector và nó không thể gọi là cái người khoa học được, thì nó chính là cái đáp án là tố kawaranai, không khác gì một cái người sưu tập bướm nếu như mà chỉ có làm các cái việc ở câu đằng trước, đúng không? Các cái câu đằng trước của mình thì chính là atsume này, bunrui này, kiroku này, đúng không? Đây này, nó chính là cái việc mà terashi awasete này, shirabe này, bunrui này, rồi kiroku này. Đấy, thì nó sử dụng lại luôn những cái từ đấy luôn, là sẽ chỉ là người thu thập bướm thôi, còn không phải là người khoa học. Tiếp câu 4 là chō atsume bunrui shi kiroku suru ten de kagakusa to chō no collector wa onaji yōna mono de aru, là những cái người sưu tập bướm và khoa học thì là giống nhau ở cái điểm là tập hợp rồi phân loại cũng như là record, thì cái này cũng bị sai vì người ta không nói là các cái hoạt động đấy là các cái hoạt động mà giống nhau ở cả người sưu tập bướm và cái người khoa học. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp này. Tanaru collector から科学者に脱皮できるかどうかはその先の分析にかかっている。Chủ ngữ ở đây là cái việc mà chúng ta có thể làm sao đập pi, ở đây người ta đang giải thích ở phía bên dưới này này,
là lột xác ấy nha các bạn. Nó chính là cái từ pi ở đây nó là vỏ này, còn đây là nư gự này, có là lột lột bỏ cái lớp vỏ bên ngoài, còn gọi là lột lột xác ấy. Ở đây là cái việc mà có thể lột xác từ một cái người collector đơn thuần thành một cái người khoa học hay không ấy, thì là Tsuno Saki Nobun Sekini Kakateru là còn liên quan tới những cái phần phân tích ở phía đằng trước. Chô ni kyoutsu shita kuyu no seishitsu, tatoeba hane ni aru rinpun o mitsuke, sore ga dono yona hosoku niyotte tayou ni henka suru ka o kangaeru koto, sore ga bunseki dekiru. Là omitsuke đây là cái dấu phẩy đầu tiên, nên là mình sẽ dịch từ đây là sẽ tìm ra những cái tính chất cố hữu hay là cái tính chất đặc biệt chung của các cái loài bướm này. Từ đó Sorega cái đó là cái gì, thì nó lại là cái Seishitsu này, các cái tố chất, các cái tính chất đấy. Thì nó đang hên cả sư rự là biến hóa một cách đa dạng theo một cái hô số cự, là một cái quy tắc nào đó. Thì sau khi suy nghĩ về những cái đấy này, rồi là phân tích về những cái điều đó, đúng không, phân tích về những cái điều đó là những cái như là tính chất cố hữu của nó này, rồi cái việc mà sự đa thay đổi biến hóa một cách đa dạng theo một cái quy tắc nào đấy này, thì khi mà phân tích cái điều thì đó chính là cái việc, thì đó chính là một cái việc phân tích. Tayo se no根底にある法則を発見するためには、対象の本質を捉える分析力、分析力が必要とする。Để mà phát hiện ra được các cái quy tắc tột cùng hay là các cái quy tắc gọi là căn bản của cái tính đa dạng ấy, thì sẽ khi chiêu tố sư dự là sẽ cần cái khả năng phân tích mà có thể nắm bắt được các cái bản chất của đối tượng. Câu số 1 ở đây là Shizen Gensho Wakeru Koto, là phân chia các cái hiện tượng tự nhiên. Thì cái câu này bị sai, vì sao? Vì là cái đoạn ở bên trên người ta đang nói là cái việc mà Wakeru và bưng rươi sư rự ấy, nó chỉ là cái điểm bắt đầu của cái việc nghiên cứu thôi, và nó sẽ còn, nếu như mà muốn trở thành một nhà khoa học thì mình sẽ cần phải đi phân tích những cái phía trước nữa, sau khi mà mình đã bưng rươi được, đúng không, mình đã wake được được. Nên là cái đoạn mà nghiên cứu khoa học ở đây nó không chỉ dừng lại ở cái việc wakeru, nó còn phải là việc phân tích nó như thế nào, đúng không? Thì đáp án của mình nó chính là cái số 2, là phân tích, đúng không? Phân tích các cái hiện tượng tự nhiên, xong là tìm ra các cái phương pháp của thế giới tự nhiên, thì nó chính là cái ý của cái câu này này, là tìm ra các cái tính chất của nó này, sau đó là nó biến hóa đa dạng dựa theo các cái hô số cự như thế nào, thì đấy mới là phân tích, đúng không? Thì là cái việc mà trở thành nhà nghiên cứu khoa học ấy, thì mình sẽ cần phải liên quan tới cái việc là phân tích các cái điều ở phía phía sau nữa, thì nó chính là các cái điều phân tích như thế. Sore ga bunseki de aru. Vậy là cái câu này với cái câu này nó đang nối với nhau này, đúng không, về mặt ý nghĩa này. Nên là đáp án của mình là cái số 2. Câu số 3 là gì? Thu thập các cái hiện tượng tự nhiên, phân loại và record. Thì cái này nó chỉ đơn thuần là một người collector thôi, chứ không phải là ca các cự sạ hay là ca các cự genkyu. Nên là câu 3 bị sai. Câu 4 là gì? Shizen Gensho Nitsuite no Keiken Tekina Chishiki o Fukameru, là đào sâu nghiên cứu các cái kiến thức, sâu rộng các cái kiến thức mang tính chất kinh nghiệm về hiện tượng tự nhiên. Thì cái Keiken Tekina Chishiki o Fukameru này này, nó chính là cái đoạn này, đúng không? Là Keiken Tekina Chishiki hóa thì Kanari Fukamaru Koto Daro Si Ka Si. Nhưng mà cái việc đó nó chỉ đơn giản là một collector thôi, nên là nó không phải là cái việc nghiên cứu khoa học. Nên cái câu số 4 của mình cũng cũng sai. Thì đấy là cái bài ngày hôm nay. Vậy mình rút ra kinh nghiệm được cái gì nhỉ? Cái thứ nhất, đó là trong cái câu hỏi của mình mà có các cái đại từ chỉ thị như thế này, thì mình bắt buộc phải đi tìm cái đại từ chỉ thị này nó thay thế cho cái ý nào, và mình nối ý nó lại với nhau với cái phần gạch chân đấy, thì nó sẽ ra đáp án. Cái thứ hai là các cái đại từ chỉ thị như là kore và sore này này, thì nó thông thường là nó sẽ nằm ngay ở cái ý đằng trước này thôi, đúng không? Nằm ngay ở cái câu đằng trước, và mình sẽ đi tìm ở cái ý và cái câu đằng trước thì nó sẽ ra. Cái thứ ba
Đó là khi mà mình đọc cái câu này, mình sẽ cần phải nắm được cái ý của nó để mà trả lời cái câu số 4. Mặc dù người ta không nói về cái loài bướm, nhưng mà mình sẽ phải đạo lên là cái loài bướm ở đây hay còn gọi là ví dụ của những cái hiện tượng tự nhiên để mà phân tích về khoa học. Nên là người ta dùng cái Shizen Genso ở đây, mình cũng đừng có lao núng làm gì, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ phải hiểu cái ý là wa kê rự thì nó chỉ là hoặc là bun rư sư rự, ki đốc cự sư rự thì nó chỉ là đơn giản là collector, là chưa phải là người khoa học, đúng không? Nên cái người khoa học nó phải làm sao, phải phân tích này, rồi còn phải tìm ra được cả cái hố sâu cự của cái tự nhiên nữa, và mình sẽ nắm vào đó để mà làm được cái bài này. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái bài sau nhé.